Nếu các anh chị đang đau đầu vì hệ thống cổng tự an ninh của mình gặp trục trặc, đang bị báo giả, thì đây là video mà các anh chị cần xem. Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh của Thành Đức EAS, một kênh chuyên chia sẻ các kiến thức về cổng tự an ninh chống trộm cho cửa hàng, cho nhà riêng. Nếu các anh chị xem clip thấy hay, xin ủng hộ chúng tôi bằng một đăng ký kênh, nhấn nút cái chuông để khi chúng tôi có clip mới thì các anh chị sẽ kịp thời cập nhật. Vâng, kính thưa các anh chị, cổng tự an ninh hiện nay đang là một thiết bị không thể thiếu trong vấn đề kinh doanh của mình, đặc biệt là các cửa hàng bán lẻ và shop quần áo thời trang. Nhưng trên thị trường có khá nhiều loại cổng tự an ninh và chúng ta sẽ không thể biết được đâu sẽ là một đơn vị cung cấp cổng tự an ninh uy tín và chất lượng. Do đó các anh chị chắc chắn sẽ có một lần mua nhầm sản phẩm, thì các sản phẩm đó sẽ bị không hoạt động chân chu, không hiệu quả, đôi khi có bị hiện tượng báo giả, báo ảo, thì các anh chị sẽ không biết cách để xử lý như thế nào. Và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các anh chị cách xử lý báo giả cho cổng tự an ninh tần số RF 8.2 MHz. Như các anh chị thấy trên màn hình thì đây là bộ cổng nhôm tần số RF, là bộ cổng được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Thì chúng tôi sẽ xử lý trên chính cái bộ cổng này để các anh chị dễ hình dung hơn. Và báo giả là gì, báo ảo là gì? Tức là khi lắp đặt xong xuôi hết thì cổng nó không hoạt động, người đi qua mang chip qua nó cũng không kêu, tự nhiên thì nó cũng sẽ tự kêu. Đó gọi là báo giả, báo ảo, hoạt động không hiệu quả. Và chúng tôi sẽ xử lý trên cái bo này để chỉ cho các anh chị được là biết được là mình sẽ lắp đặt như thế nào. Các clip hướng dẫn lắp đặt thì bên em đã từng có đăng rồi, các anh chị có thể xem lại. Mình sẽ xử lý là mình sẽ chỉnh đầu nhảy ra sao, mình sẽ chỉnh đầu nhiễu ra sao, cách xử lý nhiễu như thế nào và nhìn main bo làm sao để biết được là main nó đang hoạt động ok, sẽ không bị báo giả. Qua clip này thì chúng tôi mong rằng các anh chị sẽ tìm thấy được một chút gì đó để xử lý cho cửa hàng của mình. Và chúc các anh chị kinh doanh thuận lợi và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc các anh chị sẽ tìm được các đối tác cung cấp cổng tự an ninh thật sự uy tín, thật sự có trách nhiệm khi bán hàng, để các anh chị không phải xem những clip hướng dẫn tương tự như vậy. Xin cảm ơn các anh chị. Xin mời các anh chị cùng xem clip. Khi hệ thống của chúng ta gặp trục trặc thì chúng ta sẽ tháo cái nắp bo của cái cổng tần ra. Trước tiên mình kiểm tra xem có bị nhiễu điện hay không. Nhìn vào main bo chúng ta sẽ thấy được đèn led này là hiển thị cho chúng ta biết được có bị nhiễu điện hay không. Nếu đèn này đỏ lên, hai đèn này đỏ lên tức là đang có một cái gì đó liên quan đến điện, ảnh hưởng đến cổng từ sử dụng máy hàng hoặc là sử dụng loa để gần cổng, nó sẽ đỏ cái đèn này lên cho chúng ta thấy được để chúng ta kiểm tra. Chúng ta vẫn bật điện của cổng khi chúng ta kiểm tra bộ men này nha, vì bật lên chúng ta mới thấy được đèn đuốc nó làm sao. Điểm thứ hai chúng ta cần chú ý đến là các đèn ở trên bo này, ký hiệu DS1, DS2, DS3. Khi chúng ta sử dụng cổng bình thường thì đèn DS1 sẽ chớp nhẹ, có thể không chớp hoặc là chớp nhẹ. Khi mà cổng gặp sự cố, điều đầu tiên chúng ta thường hay thấy nhất chính là cái đèn, ba cái đèn này nó sáng trưng luôn. Mình sẽ hạ đầu nhảy trước. Hạ đầu nhảy bằng cách tìm đến cái zoom mang ký hiệu VR6 nằm ở giữa bo, vặn cái nút đồng của nó ngược chiều kim đồng hồ đến khi nào chúng ta thấy chỉ còn đèn DS1 sáng, và chúng ta thử lại đầu nhảy xem nó bắt có nhảy hay không. Nếu như không nhảy thì chúng ta sẽ tăng lên bằng cách cũng nút VR6 chúng ta vặn cùng chiều kim đồng hồ 1 đến 2 vòng và thử lại, đó là chúng ta sẽ tăng độ nhảy của nó lên. Trường hợp khi chúng ta đã tăng giảm độ nhảy bằng nút VR6 rồi nhưng cổng vẫn không hết nhiễu, đèn DS2 vẫn chớp, thì chúng ta sẽ tìm đến nút VR4 màu xám trên bo, tìm tới zoom này, chúng ta sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ đến khi nào chỉ còn đèn DS1 sáng. Sáng hoặc chớp nhẹ. Và chúng ta thử lại độ nhảy. Khi thử lại độ nhảy, khi chúng ta hạ cái nhiễu này nhiều nè thì cái độ nhảy nó sẽ yếu đi, thì chúng ta sẽ thử lại tem. Và nếu như cổng bắt yếu thì chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh tăng độ nhảy của nút VR6 lên. Tuyệt đối không cho đèn DS2 sáng, tại vì nếu như đèn DS2 sáng có nghĩa là cổng nó sẽ bị nhiễu. Các anh chị lưu ý, khi sử dụng thì chúng ta sẽ không có sử dụng chung
với máy hàng nè. Máy hàng nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến với cái bo của mình. Cho nên chúng ta lưu ý khi sử dụng, khi cắm sử dụng thì có máy hàng thì mình tắt cái cổng đi. Đấy là ba cách để chúng ta nhìn cái bo và xử lý cổng nó bị nhiễu ra sao. Một vấn đề ngoài lề thì ví dụ như khi chúng ta cắm điện, đo điện có điện nhưng mà nguồn không vào thì chúng ta nên kiểm tra lại cầu chì của cái cổng từ mình, cái bo mình, xem cầu chì nó có còn hay không. Cái cầu chì ở đây chúng ta sẽ xem, mở ra chúng ta lấy ra coi cầu chì nó có còn hay không. Nếu không còn thì chúng ta sẽ liên hệ đến công ty mua lại cái cầu chì này thay vào cho nó. Có thể khi chúng ta nấu điện, chúng ta chập điện thì nó sẽ bị chập, nó sẽ làm cháy cái cầu chì này đi. Xem clip thấy hay, xin ủng hộ chúng tôi bằng một đăng ký kênh, nhấn nút cái chuông để khi chúng tôi có clip mới thì các anh chị sẽ kịp thời cập nhật.